cả nhà. Tối hôm qua thì Nhung làm mẻ bánh bao đầu tiên và thừa để dư ra một chút bột như thế này vì không làm hết, cho nên sáng ngày hôm nay Nhung sẽ vừa nặn và cho vào lò được khoảng 5 phút, cho vào lò để cho nó hồi lại khoảng 5 phút. Và bây giờ cái nồi hơi đây, nồi hơi Nhung đã bật lên rồi để cho hơi nóng luôn, không để vào đây. Chúng ta sẽ phải để một miếng giấy ở dưới nhưng mà nó không có giấy, tạm vậy. Sáng nay nặn được 5 viên to và 1 viên nhỏ. Và bây giờ Nhung sẽ hấp trong vòng 15 phút nhé. Và cô bác có biết không, cái đứa trẻ mà nó cổ vũ cho em nhiều nhất trong công cuộc làm bánh bao đấy là bé Vani ạ. Đó, bình thường ra là bé caramel kìa, là bé đứa bé thích ăn bánh bao nhất. Tuy nhiên hôm nay đứa bé mà cổ vũ cho em nhiều nhất lại không phải là bé caramel mà lại là bé Vani. Vani rất là thích ăn vỏ bánh các bác ạ. Đấy, rất thích ăn vỏ bánh bao. Đấy, còn bé sữa thì là ăn nhân bánh bao. Đấy, hôm nay có 3 đứa trẻ mà cổ vũ cho mẹ cháu nhiều nhất ấy, trong hành trình tập làm bánh bao, đó là bé đứng đầu là bé Vani. Ôi dồi, Vani ơi, quay ngã con. Đứng đầu là bé Vani, sau đó là đến bé chứa. Vani thích ăn bánh bao lắm các bác ạ, mà đặc biệt là ăn vỏ bánh bao. Vani phải ăn hết một cái vỏ bánh bao nhở Vani nhở. Thực ra thì lần này mẹ cháu làm thì nó cũng vẫn ăn được, nhưng hình thức nó xấu thôi, với cả nó thiếu trứng rồi là thiếu mấy thứ, thiếu trứng, thiếu hạt tiêu, thiếu hành, đúng rồi. Đây, và bây giờ mẹ cháu vẫn đang hành trình hấp bánh bao đây. Ai đưa bé làm gì ơi? Hôm nay mẹ cháu không tạo hình nữa mà làm bình thường. Đấy, các bác thấy là nó cũng vẫn bị lứt rồi này, cái này nó bị lứt này. Đấy, lứt này. Caramel ơi, đi ra đây, đứa bé nghiện bánh bao của mẹ ơi, ra đây. Đấy, cậy hết cả tường ra đây các bác ơi, cậy hết cả tường ra. Và đây mẹ cháu ra ngoài, mẹ cháu quay một tí khu vườn hoặc ban công. Hôm nay cũng rất là đẹp. Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Chính là hôm nay mà không đi ra ngoài thì thật sự là có lỗi với thời tiết. Rất chi là đẹp luôn. Hôm nay mẹ cháu phơi, sáng nay đã phơi được xong quần áo rồi. Và tối hôm qua thì cô bác có biết không là mẹ cháu rơi vào trạng thái gọi là nó giống như hôn mê, vừa phải uống thuốc giảm đau, vừa phải uống thuốc bổ. Thế mà vậy mà vẫn đau bụng quằn quại. Thật sự là mẹ cháu cũng đang rất là do dự trong cái việc là không biết là mình có nên đi mổ cái khối u này không. Tại vì nếu mà cứ sống chung với nó mỗi một tháng nó hành hạ cho khoảng tầm 5 ngày như này cũng đủ chết. Đau lắm, đau vô cùng các bác ạ. Em là một người mà phải nói là rất là nghị lực, rất là kiên cường, kiên trì, kiên định chiến đấu với bệnh tật. Mà em đau đến mức độ mà đau không chịu nổi luôn, đau phát khóc luôn và đau lăn từ trên giường xuống đất luôn. Hôm nay mà
những cái lúc như này thì lúc nào cũng có xay sữa bên cạnh, xay sữa xoa bụng cho này, không rồi xay sữa cho nằm lên trên bụng của xay sữa để cho nó đỡ, nó đỡ đau và nó giảm được cái cơn đau ấy. Thế và ngày hôm nay thì bắt đầu bước vào ngày số 2 của các cô bác ạ. Em cũng hy vọng là hết, nó cũng kết thúc cái 5 ngày này thì em sẽ đi khám lại, xem nó, cái khối u nó đến đâu rồi. Nếu mà nó to quá mà nó không có chiều hướng giảm thì chắc là em cũng phải đưa ra một cái quyết định khác, thay vì mà mình kiên định với việc là sống chung với nó. Vì mỗi một tháng như này là đau lắm các bác ạ. Bé sữa đây, bé sữa ngoan các bác, sữa ngoan lắm ạ, cháu chữa ngoan ngoan mà thương mẹ lắm ấy. Cháu thương mẹ cháu lắm các bác ơi, cháu yêu mẹ cháu cực luôn, bé sữa tình cảm lắm, bác Nhi cũng thế. Ngồi ghế cơ, sữa thích ngồi ghế lắm các bạn, thích ngồi ghế, thích nằm gối, thích gối tay, eo ơi sang chảnh kinh khủng luôn. Mẹ cháu xin tạm dừng video ở đây nhé, chúc các bác có một buổi sáng thật nhiều năng lượng.